Thị xã Bỉm Sơn là cửa ngõ phía bắc của tỉnh Thanh Hóa. Từ một thị trấn nhỏ, Bỉm Sơn đã vươn mình trở thành một thị xã công nghiệp có nền kinh tế phát triển và là một trong bốn vùng kinh tế động lực của tỉnh. Bỉm Sơn giờ đây có thể tự hào là một địa phương có thế mạnh trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, thương mại dịch vụ phát triển. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Trên bước đường chuyển mình của thị xã có sự đóng góp to lớn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Thanh Hóa. Trong suốt hành trình 35 năm đồng hành cùng địa phương với triết lý kinh doanh an toàn, hiệu quả và bền vững, Vietinbank Bắc Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng và đã tạo nên những dấu ấn tự hào. Đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53 HDBT ngày 26 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khoảng giữa tháng 10 năm 1988, chi nhánh Ngân hàng Công thương Bỉm Sơn được thành lập là chi nhánh cấp 2 trực thuộc chi nhánh Thanh Hóa. Khi mới thành lập, chi nhánh chỉ có hơn 10 lao động làm việc tại một trụ sở và hai quỹ tiết kiệm đặt tại thị xã Bỉm Sơn. Vì gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế kinh doanh, song với ý chí quyết tâm, chủ động và sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân viên, Vietinbank Bắc Thanh Hóa đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành công trên chặng đường phát triển của mình. Ngày 22 tháng 5 năm 2005 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của Vietinbank Bắc Thanh Hóa khi được nâng cấp thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam. Tại thời điểm đó, ngân hàng là một chi nhánh nhỏ có tổng nguồn vốn đạt gần 300 tỷ đồng, dư nợ đạt 436 tỷ đồng. Kiên trì và bền bỉ, Vietinbank Bắc Thanh Hóa luôn nỗ lực chinh phục các mục tiêu đặt ra và là một trong những ngân hàng có kết quả kinh doanh đạt cao nhất. Tốc độ và quy mô tăng trưởng hàng năm bình quân từ 10 đến 15% một năm, có giai đoạn tăng trưởng 20 đến 25% một năm, giữ vị trí quy mô hàng đầu của các ngân hàng địa bàn phía Bắc Thanh Hóa, xếp top 4 trên 32 ngân hàng thương mại của địa bàn Thanh Hóa và là ngân hàng có quy mô tài sản và nguồn vốn dư nợ luôn đứng đầu tại thị xã Bỉm Sơn. Đến nay, tổng tài sản của ngân hàng đã lên tới gần 12.000 tỷ đồng. Mạng lưới của Vietinbank Bắc Thanh Hóa cũng không ngừng được mở rộng. Năm 2005, chi nhánh thành lập phòng giao dịch Ngọc Trao tại đường Nguyễn Huệ, phường Ngọc Trao, thị xã Bỉm Sơn. Hiện nay, quy mô của phòng đạt hơn 900 tỷ đồng. Năm 2006, phòng giao dịch Đông Sơn được thành lập tại đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Đến nay, quy mô được nâng lên hơn 800 tỷ đồng. Năm 2009, Vietinbank Bắc Thanh Hóa tiếp tục thành lập phòng giao dịch Hà Trung tại địa chỉ số 246 khu 3, thị trấn Hà Trung. Quy mô hiện nay đạt gần 1.200 tỷ đồng. Trong năm 2010, thành lập 3 phòng giao dịch gồm phòng giao dịch Hà Bình tại quốc lộ 1A, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, hiện nay đã chuyển địa điểm lên huyện Vĩnh Lộc. Phòng giao dịch Hậu Lộc tại tiểu khu 2, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc. Phòng giao dịch Trần Phú tại số 398-400 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Quy mô hiện nay của các phòng Trần Phú, Hậu Lộc đều đạt trên 1.000 tỷ đồng. Năm 2011, thành lập 2 phòng giao dịch Nga Sơn và Thạch Thành đặt tại trung tâm các huyện, nâng tổng số phòng giao dịch lên 8 phòng, phủ khắp toàn bộ các huyện phía Bắc tỉnh Thanh Hóa. Trong thời điểm nền kinh tế có nhiều biến động nhằm thích ứng với tình hình mới và gia tăng hiệu quả mạng lưới, Vietinbank chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã dịch chuyển địa điểm phòng giao dịch Hà Bình lên huyện Vĩnh Lộc vào ngày 1 tháng 5 năm 2023 và phòng giao dịch Ngọc Trao sẽ chuyển lên địa bàn huyện Thiệu Hóa từ 1 tháng 11 năm 2023. Trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, Vietinbank Bắc Thanh Hóa đã hỗ trợ vốn cho nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu có thể kể đến như Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lam Sơn, Tổng Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa, vân vân. Nhờ sự tiếp sức của Vietinbank, nhiều doanh nghiệp đã có được thành công vượt trội. Từ những doanh nghiệp tư nhân nhỏ bé đã vươn lên trở thành doanh nghiệp vừa và nhỏ, được tôn vinh là những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất,
góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các huyện phía Bắc Thanh Hóa. Hiện nay, Vietinbank Bắc Thanh Hóa đang phục vụ 70.000 khách hàng cá nhân, là đối tác tin cậy của 85% doanh nghiệp trên địa bàn các huyện phía Bắc tỉnh Thanh Hóa. Nhiều doanh nghiệp chỉ sử dụng dịch vụ của Vietinbank Bắc Thanh Hóa. Năm 2020-2022, đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đứng trước những khó khăn trên, với sự bản lĩnh và sáng tạo của lãnh đạo ngân hàng và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên, Vietinbank Bắc Thanh Hóa đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Với những kết quả đạt được, Vietinbank Bắc Thanh Hóa đã nhiều lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua và liên tục được vinh danh trong các chương trình thi đua của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Hoạt động kinh doanh hiệu quả là tiền đề để Vietinbank Bắc Thanh Hóa thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện. Hàng năm, cán bộ, nhân viên ngân hàng đóng góp 4 ngày công để ủng hộ các chương trình nhân đạo từ thiện do địa phương phát động. Những năm qua, ngân hàng đã tài trợ gần 30 tỷ đồng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc người có công với cách mạng, vì người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng trong giai đoạn 2020-2022, ngân hàng đã ủng hộ 50 triệu đồng trong chương trình chung tay phòng chống COVID-19, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung gần 200 triệu đồng, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi ngập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long hơn 50 triệu đồng, vân vân. Năm 2023 là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển đi lên của Vietinbank Bắc Thanh Hóa khi đánh dấu 35 năm xây dựng, đánh dấu sự trưởng thành cũng như vai trò, nhiệm vụ của Vietinbank Bắc Thanh Hóa với sự phát triển của vùng kinh tế phía Bắc tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian tới, Vietinbank Bắc Thanh Hóa cam kết tiếp tục mở rộng kinh doanh, cung cấp đa dạng các sản phẩm và thực hiện nhiều chính sách ưu đãi với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của khách hàng. Sau 35 năm thành lập chi nhánh, chúng ta rất tự hào, chúng ta đã làm được rất nhiều thứ. Là một cái nôi mà chúng ta đào tạo cán bộ, rất nhiều cán bộ lãnh đạo mà đã từng làm việc tại chi nhánh chúng ta. 35 năm chúng ta nhiều giai đoạn chúng ta là chi nhánh dẫn đầu. Thời gian tới thì chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Chi nhánh mới xác định rõ, chúng ta cái khách hàng làm trung tâm, cái câu cán bộ làm then chốt và đổi mới sáng tạo làm đột phá. Chúng ta giữ vững đoàn kết, định hướng kinh doanh rõ ràng, vừa phát triển nhanh nhưng đảm bảo an toàn. Đào tạo một đội ngũ cán bộ giỏi, chuyển dịch số nhanh, bắt kịp với cái xu hướng chung của chuyển dịch số của đất nước của chúng ta, đưa chi nhánh chúng ta trở thành chi nhánh lớn, của chi nhánh tiên tiến xuất sắc. Sự đổi mới của Vietinbank Bắc Thanh Hóa ngày hôm nay sẽ tiếp thêm động lực cho mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng ra sức cống hiến tài năng và trí tuệ. Xây dựng Vietinbank Bắc Thanh Hóa thực sự trở thành ngân hàng của mọi doanh nghiệp, mọi gia đình và mọi người dân. Để những đồng vốn của ngân hàng sẽ chắp cánh cho những ước mơ khởi nghiệp, tiếp sức góp phần làm giàu cho mỗi gia đình và xây dựng quê hương ngày càng phồn thịnh.